Thưa quý vị, người đứng đầu các bộ ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phải quan tâm hỗ trợ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội một cách thực chất, lành mạnh và bền vững. Thưa quý vị, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến diễn ra sáng nay, ngày 1 tháng 8. Về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm và lãnh đạo một số sở ngành liên quan tham dự. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị nhằm cụ thể hóa một bước chủ trương của Đảng về chăm lo nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội, luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Cả nước đã hoàn thành gần 7,8 triệu mét vuông nhà ở xã hội, nhưng theo Thủ tướng, nhu cầu nhà ở của công nhân lao động vẫn đang rất cấp bách. Tại hội nghị, các địa phương doanh nghiệp tham gia thảo luận đề ra giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định quan điểm phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức của người làm quản lý nhà nước, quản lý xã hội và của cả doanh nghiệp, người dân. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp và các đối tượng còn khó khăn, theo hướng tôn trọng quy luật thị trường nhưng có can thiệp của nhà nước, không hy sinh tiến bộ, an sinh xã hội, công bằng xã hội, môi trường sống để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Thủ tướng cũng yêu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cần gắn với phát triển thị trường bất động sản, đồng thời phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương và tuân thủ quy định của pháp luật.